Thưa quý vị các bạn, từ quận Hoàng Mai và quận Hoàn Kiếm Hà Nội thì VTC9 nhận được phản ánh tích cực từ người dân về việc các tổ dân phố trên địa bàn đã tăng cường những biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhiều khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội đã thiết lập chốt vùng xanh an toàn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo đó, vùng xanh an toàn là để bảo vệ các khu phố chưa có ca F0. Những tấm biển màu xanh khổ lớn được đặt ngày càng nhiều các ngõ ngách khắp Hà Nội Mọi người dân khi qua chốt vùng xanh đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn trực chốt, không được đưa trực tiếp vào nhà dân. Các tổ dân phố, khu dân cư, các con ngõ tự rào chắn bảo vệ người dân trong khu vực khỏi Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại các chốt, nội quy phòng chống dịch được tuyên truyền và tuân thủ nghiêm ngặt, không có ngoại lệ. Các chốt này lấy tổ Covid-19 cộng đồng làm nằm cốt, đồng thời tập hợp huy động người dân tham gia, bố trí trực bảo vệ 24 trên 24 giờ kiểm tra giám sát chặt chẽ các di biến động trên địa bàn nhất là người tạm trú khách vãng lai người dân cho rằng đây là giải pháp phòng thủ rất quan trọng khiến họ yên tâm trong tình hình hiện nay người dân đề nghị hà nội tiếp tục có các biện pháp để bảo vệ các vùng xanh an toàn như hiện nay Chúng tôi luôn mong là có thể tiếp tục nhận được những câu hỏi, những thắc mắc hay cũng như những phản ánh của quý vị và các bạn về số điện thoại hotline 090 18 12 999 hoặc là địa chỉ thư tay kênh VTC9 tận 7 số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và đến đây thì tiểu mục Cà phê Hotline cũng đã khép lại phần livestream trên nền tảng Facebook. Quý vị và các bạn nếu đang theo dõi ở trên chiếc điện thoại của mình mà muốn theo dõi tiếp chương trình của chúng tôi thì hãy tiếp tục bật kênh VTC9 trên màn ảnh nhỏ hoặc cũng như quý vị có thể theo dõi tại đường